Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Bất động sản Smartland đã gửi công văn số 001-2018 tới kênh VTV9 cho rằng phóng sự đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng, người tham gia mất trắng, phát sóng trong bản tin 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 của kênh này là sai sự thật. Nội dung phóng sự phản ánh việc nhiều người dân đầu tư vào công ty Thái Tuấn số tiền lớn, lãi suất 30% trên một tháng. Tuy nhiên trả lãi suất được 3 tháng thì công ty bất ngờ ngưng trả lãi suất và biến mất. Công ty Thái Tuấn đổi thành công ty Smartland rồi tiếp tục tổ chức chiêu trò hội thảo, lôi kéo thêm nhiều người tham gia. Công văn của công ty Smartland thể hiện đề nghị kênh VTV9 gỡ phóng sự và đính chính thông tin sai sự thật về công ty. Trong công văn có nội dung đe dọa truy sát cả gia đình giám đốc đài truyền hình VTV9, truy sát cán bộ nhân viên có liên quan đến phóng sự sai sự thật nếu VTV9 tiếp tục đưa tin về công ty này. Trao đổi với chúng tôi về trường hợp này, luật sư Lê Văn Thiệp, trưởng văn phòng luật sư toàn cầu, đoàn luật sư Hà Nội khẳng định việc phản ánh việc nhiều người dân đầu tư vào công ty Thái Tuấn số tiền lớn, lãi suất 30% trên một tháng. Tuy nhiên trả lãi suất được 3 tháng thì công ty bất ngờ ngưng trả lãi suất và biến mất. Công ty Thái Tuấn đổi thành công ty Smartland rồi tiếp tục tổ chức chiêu trò hội thảo, lôi kéo thêm nhiều người tham gia là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Đó cũng là trách nhiệm của phóng viên đưa ra những vấn đề của xã hội và cảnh báo với người tiêu dùng. Việc mà các phóng viên phản ánh như vậy ấy, là hoàn toàn phù hợp và đúng với quy định của pháp luật bởi vì lẽ họ phải có trách nhiệm đưa ra các vấn đề của xã hội và cảnh báo đối với những người tiêu dùng, trong đó có những người mua nhà đối với dự án của Smartland đang cho rằng là có những dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về hành vi dùng văn bản đe dọa có thể bị truy sát là hành vi đe dọa giết người, quy định tại điều 133 Bộ luật hình sự 2015 có tính chất nguy hiểm đến xã hội. Hành vi mà gửi hẳn bằng văn bản để đe dọa có những hàm ý thậm chí là cụ thể về cái 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 việc mà sẽ truy sát nhà báo thì có thể nói đây là cái hành vi đe dọa giết người quy định tại điều 133 của Bộ luật hình sự 2015 và đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Thì rõ ràng đây là đã gửi những cái thông điệp rất mạnh mẽ mang tính chất rất côn đồ, rất manh động của cái nhóm đó của của những kẻ vi phạm pháp luật tại công ty này đối với báo chí. Thì có thể nói đây là một cái lời đe dọa thực sự. Và trong trường hợp này thì cái tội phạm đã hoàn thành. Vì chỉ cần người bị đe dọa tin là thật mà trên thực tế đang diễn ra những điều ấy là có thật. Hành vi đe dọa thì đã được thể hiện bằng văn bản. Trên thực tế có những việc hành hung đối với người trả lời. Thế và cuối cùng thì đã có những cái nội dung những cái thông điệp rất rõ ràng về việc đe dọa giết người. Thế như vậy tức là trường hợp này là hoàn toàn phải bị khởi tố về tội đe dọa giết người quy định tại điều 133 của luật hình sự. Đây là tội có thể nói là rất nghiêm trọng. Liên quan đến việc người trả lời phỏng vấn trên phóng sự điều tra đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng, người tham gia mất trắng của VTV9 bị một nhóm người lạ mặt hành hung, luật sư Lê Văn Thiệp cho biết, hành vi đó đã đủ để khởi tố về tội cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật hình sự. Thứ nhất là việc hành hung những người trả lời phỏng vấn báo chí, nếu như mà xác định mà cái người bị hành hung ấy có đơn trình báo và yêu cầu xử lý hình sự thì trong trường hợp này có thể bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật hình sự. Chắc chắn ở đây là có cái mối quan hệ nhân quả. Tức là xuất phát từ việc trả lời báo chí xuất phát từ những cái bức xúc và xuất phát từ cái việc mà bị chiếm đoạt tài sản của Smartland thì trong cái vụ án này có thể nói đây là là có nhiều cái tình tiết tăng nặng vì nhiều người đánh một người và có những cái vì những cái động cơ rất đê hèn. Trước đó ngày 16 tháng 8, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh VTV9 đã gửi công văn đến ban giám đốc công an thành phố và ban tuyên giáo trung ương Cơ quan thường trực phía Nam đề nghị làm rõ và xử lý lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển bất động sản Smartland về hành vi đe dọa truy sát lãnh đạo, nhân viên của đơn vị này. Kênh VTV9 cũng đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ phương án bảo vệ tính mạng, tài sản của cán bộ, phóng viên của đơn vị